sản phẩm cho da treatment mà mình yêu thích nhất gần đây. Hello mọi người, 5 sản phẩm gần đây mình test và mình rất là yêu thích và cũng như rất là hot trên thị trường TikTok. Đầu tiên sẽ là em kem dưỡng thoát led anti acnes này. Cái này có một điểm cộng mà mình rất là ưng bụng. Thứ nhất là cái lớp finish của nó mỏng nhẹ, thấm đều trên da, và đặc biệt những bạn nào mà da dầu mụn hoặc đang treatment xài rất là ngon nha. Chất kem thì không thể nào bàn cãi nữa, thấm nhanh, dạng sữa và hơi thơm nhẹ. Lên da em này rất là ráo luôn, không hề gây cảm giác bứt rích gì hết. Chấm 10 điểm nha. Em này là mình ưng nhất từ trước tới giờ. Đi kèm với bộ đôi dưỡng chắc hẳn không thể nào thiếu serum được rồi. Serum Medifa B5 này mình đã dùng từ đầu tháng 10 tới bây giờ. Em này thật sự phải nói là serum dành cho những bạn nào mà có làn da đang treatment, thiếu ẩm, lớp finish mỏng nhẹ, thấm nhanh, và đặc biệt em này so với Good and Dove thì em này đương nhiên sẽ thấm nhanh hơn một tí. Em này là dùng mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Mình đã từng lên bài review về em này rồi, thật sự rất là ngon nha. Và đây chắc hẳn những bạn nào đang bị mụn viêm, mụn thâm nhẹ thì sẽ không thể nào quên được em Mega Duo Gel này rồi. Gel cho rất là nhiều bạn điều trị mụn và em này thật sự là 8 trên 10 điểm. Chất gel hơi dày một tí, bôi lên da thì hơi rít nhẹ, nhưng sau đó một hồi thì sẽ thấm vào da và không để lại một cảm giác khó chịu gì hết. Ngoài nhiều công dụng như vậy thì em này đặc biệt là rất là rẻ nha, dễ mua nữa. Sản phẩm điều trị thứ hai mà mình rất là thích thời gian gần đây và đặc biệt cũng rất là hot đó chính là Tretinoin Ares. Em này thì mình đang xài thì nồng độ 0.1 để bôi cái vùng mụn lưng của mình á. Dòng Tretinoin giá rẻ nè, chất gel thấm nhanh, mùi hơi nồng một tí nhưng mà trị mụn tốt và khô còi rất là nhanh. À, có rất là nhiều bạn dùng Tretinoin để bôi da mặt thì thật sự em này cũng rất là tốt, nhưng mà phải được kê đơn và hướng dẫn nha các bạn. Chấm 10 điểm nha, không có gì để chê hết. Và cuối cùng cũng rất là đùm đám, kem chống nắng thoát led. Em này là dùng mỹ phẩm dành cho ba la, giống như dạng kem dưỡng lúc đầu mình có review đó. Kem chống nắng giá rẻ rồi mà còn phổ rộng, bảo vệ da và chống được tia UVA và UVB. Rồi thêm là nó như một lớp nền vậy đó, bôi lên có thể che khuyết điểm một số vùng ở da của mình. Và đặc biệt hơn là kèm dầu rất là đỉnh nữa, có gì để chê đúng không? Tất cả những sản phẩm mà mình đưa ở đây đều là những sản phẩm mình đưa phát đồ cho khách và test trực tiếp tại shop mình. Các bạn cần gì cứ nhắn tin trực tiếp cho mình nha.